Kính thưa chư vị, để tiếp tục vào chương trình học hộ niệm chiều hôm nay, chúng con một lần nữa cung kính cung thỉnh thầy Thích Tịnh Hải từ bi tiếp tục vì chúng con mà giảng nói, vì chúng con mà hướng dẫn, để chúng con ngày càng thì hiểu thấu hơn về pháp hộ niệm, để chúng con hành đúng pháp hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tịnh Hải xin thành tâm bái bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Quang Long chứng minh cho cái buổi chia sẻ hôm nay, và thưa với tất cả chư vị ban hộ niệm cho phép Tịnh Hải này đi thẳng vào cái đề mục gọi là căn bản nhất của ban hộ niệm chúng ta cần làm, là nêu lên cái quy định dành cho gia đình và người bệnh. Đây là những cái điều mà chắc chắn một ban hộ niệm nào cũng sẽ làm, và trước khi nhận một ca chắc chắn không bằng hội điểm nào mà quên cái điều này. Nhưng trên thực tế thì có nhiều ban hội điểm không phải là vô ý quên mà lại là cố tình quên, và nêu ra vấn đề là người hội điểm chúng ta phải có cái tâm từ bi, thấy khổ thì mình cứu khổ, thấy nạn thì mình cứu nạn. Hộ niệm là giúp cho người ta thoát nạn để vãng sanh. Như vậy thì gặp những người trước khi xả bỏ báo thân là người chuẩn bị thọ cái đại nạn, mà rồi tương lai của họ sẽ đi vào những cảnh giới vô cùng đau khổ, làm sao chúng ta không cứu. Chính vì thế mà hãy thấy người nào bệnh, người nào yếu, thậm chí người nào chết, chúng ta đều tới nhận cả hết. Xin thưa với chư vị, tâm từ bi này thì quá quý, quá quý báu. Nhưng mà cái hậu quả của cuộc hộ niệm thì không đạt được, tức là không cứu người ta được. Vô tình càng hộ niệm càng chứng nhận những sự thất bại ê chề trước mặt mình. Thất bại trước mặt mình thì tâm đạo của chính mình tan hoang hồi nào không hay, mà thất bại trước mặt đại chúng làm cho niềm tin của đại chúng cũng tan hoang, không còn tin tưởng pháp hộ niệm nữa. Mà ngược lại, nhiều khi thất bại trước làng xóm, trước chính quyền, thì chính quyền mới phát hiện ra cái nhóm này hình như không có thực hành chánh đạo, lạ lạ lùng lùng gì đó, dựng lên một cái chuyện gì đó để vì một mưu đồ gì đó. Xin thưa thực với chư vị, đây là một điều vô cùng là đau thương, đưa đến cái tình trạng là từ bi đa hòa hại. Từ bi đa hòa hại, phương tiện xuất hạ lưu, làm cho cái pháp hộ niệm sớm nở tối tàn, tương lai sợ rằng không còn ai có thể nương nhờ vào cái đại pháp này để mà có được cái cơ hội siêu thoát. Chính vì thế mà chúng ta đưa ra những cái điểm này cụ thể, gần gũi và sơ đẳng nhất, mong rằng là các ban hộ niệm chớ nên sơ ý cho rằng điều này quá ư là đơn giản mà bỏ qua, sau cùng rồi chính ban hộ niệm của mình tan rã và làm cho cái tâm đạo của mình cũng mai một đi. Oan uổng lắm chư vị ơi. Không biết là chư vị có đồng ý với Tịnh Hải này không? Nhớ nhé, pháp Phật mà còn trường tồn là nhờ giới luật còn vững, còn giữ. Pháp hộ niệm mà còn lưu tồn dài lâu vẫn là do cái quy pháp của pháp hộ niệm, quy luật của pháp hộ niệm chúng ta còn gìn giữ.
Mới đầu tiên hình như là có nhiều người thấy cái quy luật này khó khó, cho nên người ta ngại. Nhưng mà không ngờ ta gìn giữ được cái giới luật này, thì sau đó rất nhiều người đã được hưởng cái lợi lạc vô tận của cái pháp hội đêm này. Bạch với chư vị, chúng ta đang ngồi đây niệm Phật, chứ nhiều khi nghe cái vị MC nói là có những vị tha thiết muốn vào đây tham gia hội nghị với chúng ta, mà vì đang bận quá nhiều ca đang hộ niệm, phải không chư vị? Đang bận quá nhiều ca hộ niệm, tức là ban hộ niệm chúng ta không có thất gì đây, thất gì? Không có thất bại đâu, không phải ế đâu chư vị. Mà ế là tại vì chúng ta sơ ý, làm cho ban hộ niệm chúng ta bị ế mùa đấy. Nghe nhiều chưa? À gì Đà Phật nói cho vui, bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề nữa. Hồi sáng chúng ta nói cái chỗ là ban hộ niệm cần phải chuẩn bị một phòng tương đối rộng rãi một chút là đủ rồi, sáng rỡ một chút là đủ rồi. Và nhờ ban hộ niệm họ chỉ định cho cái cách trang trí cái phòng hộ niệm. Thì xin thưa là trang trí phòng hộ niệm không phải là trưng bày hoa quả, nhang đèn thật kỹ đâu. Và xin báo cáo với chư vị, cũng không phải là lập cái bàn thờ trang nghiêm trong phòng hộ niệm đâu. Thực ra là ban hộ niệm không cần, và cái pháp hộ niệm cũng không còn một cái bàn thờ trang nghiêm trong phòng hộ niệm. Đây là thưa thực. Do ông cứ học đầu nói lại đó, chứ không dám nói bừa đâu. Trong phòng hộ niệm còn trang trí tôn ảnh của Đức A Di Đà. Ví dụ như ở đây mình thấy tôn ảnh của là cái hình ảnh như vậy đó. Nếu mà ở đây có 1, 2, 4, 5, 6 cái tôn ảnh này mà treo chung quanh cái phòng hộ niệm thì vô cùng tốt. Một loại thôi, không nên hai loại. Đấy, chư vị thấy rõ ràng chưa? Nếu mà chúng ta không học qua hộ niệm, không nói rõ, có nhiều gia đình nói rằng tôi thích tất cả các hình Phật, phần Phật nào tôi cũng thích, cớ chi anh lại bắt tôi treo một loại hình? Như vậy là anh có phân biệt chấp trước sau. Có nhiều người ta đưa ra như vậy đó chư vị. Thì ban hộ niệm chúng ta phải giải thích cho người ta rõ ràng cái chuyện này. Đây không phải là phân biệt chấp trước đâu, mà đây là cái quy cách nhất tâm. Pháp niệm Phật luôn luôn chú trọng cái chữ chuyên nhất, hình ảnh cũng chuyên nhất, kinh điển cũng chuyên nhất, niệm Phật cũng chuyên nhất, đường đi cũng chuyên nhất, về điểm về cũng chuyên nhất. Tức là chúng ta tu hành hướng dẫn người ta tu có đường về có đích thẳng thôi, không nên đi hoang mang, không nên đi mông lung. Tại vì khi mông lung rồi thì trước những giờ phút xả bỏ báo thân, chính người tu mông lung đó là những thành phần phàm phu như chúng ta, rơi vào cái trạng thái thân thể thì kiệt tận, nhức nhối vô cùng, đầu óc thì mê muội rồi, không còn sáng suốt nữa. Trong cảnh giới đó người ta mông lung vô cùng, không biết đường nào để đi, giống như đang đứng trước vạn nẻo đường, bây giờ biết bốc thăm đường nào đây. Chỉ còn một tích tắc như vậy, trạng thái tâm thức bị hỗn loạn, bấn loạn như vậy, liền bị oán thân trái chủ, chư vị ác thần cài thế chọn hết tất cả các con đường giải thoát rồi. Họ hướng dẫn cái thần thức của người bệnh đi theo những cảnh vô cùng đau thương mà mình không hay. Chính vì thế mà hộ niệm thực sự là một pháp tu dạy cho người bệnh đó bắt đầu từ đây. Phải tu cho có đường, về cho có đích. Đường đi chúng ta đã chú định đàng hoàng rồi, vững vàng từ bây giờ cho đến ngày mình xả bỏ thân xác ra đi, thì hy vọng lúc đó
người bệnh mới có thể chọn được con đường vững vàng cho họ đi. Với bên cạnh đó, khi mà tâm của người bệnh đã vững vàng, tâm người bệnh đã có chú định đàng hoàng, người ta niệm Phật cũng có chú định, một lời nguyện của người bệnh cũng có chú định, một việc làm của người bệnh cũng có chú định. Bên cạnh những người hộ niệm có chú định vững vàng, tự nhiên hung đúc với nhau, người ra đi không thể lạc được. Chính cái tâm nguyện đã vững vàng này, nói chung là tín nguyện hạnh của người bệnh vững vàng, đã cảm ứng đạo giao đến 48 đại nguyện của Đức A-di-đà. Cảm ứng đạo giao nan tư nghị, không thể nào có thể nghĩ bàn được. Không ngờ một người phàm phu, hồi giờ phàm phu này là theo nghiệp thọ nạn, thọ lấy những cảnh ấy đau thương vô cùng, mà bây giờ đây mình giúp cho người bệnh vững vàng niềm tin, vững vàng sức nguyện, vững vàng con đường hành đạo, tức là niệm câu A-di-đà Phật. Họ đã làm được điều kiện này, tông chỉ của pháp niệm Phật họ đã viên mãn. Họ đã làm được viên mãn A-di-đà Phật, đã phóng quang gia trì bảo vệ cho họ, chư hộ pháp và hướng dẫn họ, bảo vệ cho họ đi thẳng một con đường. Vậy nhờ vậy mà người phàm phu được quyền thoát qua tất cả ách đạo của nghiệp trước. Họ theo định lực của cái tâm này, họ theo cái nguyện lực của họ là nguyện vãng sanh, họ đi theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Chư vị ơi, rõ ràng đây là một pháp tu mà đến nỗi hàng phàm phu tội chướng sâu nặng, tâm ý khá mê mờ, mà chỉ còn làm sao nâng được cái tinh thần, gọi là tinh thần chí thành, chí kính, tin tưởng vững vàng của họ như vậy mà họ thoát tất cả ách nạn của nghiệp trước, họ đi thành đạo. Chư vị có thấy rõ ràng đây là một pháp đại tu chứ không phải là tiểu tu, không chư vị? Đúng không? Cho nên mong chư vị phải nhớ cho là tất cả, nếu mà bây giờ đây chúng ta tin theo pháp hộ niệm, hãy tin liền đi, nghiên cứu liền đi. Khi tự chúng ta nghiên cứu liền, hiểu liền, thì lúc đó một lời nhắc nhở của người hộ niệm tự nhiên làm cho chúng ta sáng rỡ con đường đi thành đạo. Nếu chúng ta mập mờ, chúng ta không hiểu, ban hộ niệm hướng dẫn, chúng ta không tin, chúng ta đi ngược lại, thì ban hộ niệm vẫn sáng rỡ đó chứ, mà chính ta đi theo con đường tối hù hù, mờ mờ mịt mịt chịu nạn. Ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc độ chính là ở chỗ này đây. Khi xả bỏ báo tâm, hoàn toàn không giống như bây giờ chúng ta ngồi tại đạo tràng này mà lý luận con đường giải thoát đâu. Không biết là con nói như vậy chư thầy chư ni sư có đồng ý không? Thực sự rất vui mừng, thực sự đó. Bây giờ xin nêu lên một điểm nữa. Ban hộ niệm chỉ niệm Phật hướng dẫn trợ duyên người bệnh vãng sanh tịnh độ, không tụng kinh cầu an, không cầu chống bệnh phục, gia đình không được xen tạp những hình thức gì khác kể từ lúc khởi sự hộ niệm. Chư vị thấy cái điều này có quan trọng không chư vị? Rõ ràng mình tưởng rằng những điều này nhỏ, nhưng mà thực sự lớn lắm chư vị ơi. Tất cả đều do tâm tạo. Tâm của người bệnh quyết lòng cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chư Phật không bao giờ để cho người này thất bại đâu chư vị. Nhưng nếu tâm của người bệnh không muốn đi về Tây Phương Cực Lạc,
A-di-đà Phật và chư Phật mười phương cũng không nỡ nào mà ép buộc người đó vạn sanh Tây Phương Cực Lạc được. Cái đó là thực sự chư vị ơi. Tại vì Phật đưa ra một cái nguyên lý duy nhất mà chúng ta còn hiểu là tất cả đều do chính mỗi người phải thực hiện lấy con đường tương lai của chính mình. Chứ Phật không nói là tất cả đều do Phật tạo. Mà có nhiều người cứ khi bệnh rồi thì cứ đến đứng trước ánh tượng Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cho con hết bệnh dụ, có gì đi nữa thì chúng con hết bệnh trước rồi con mới đi được. Phật đâu có ban phát cho chúng ta cái bệnh, cái khổ, cái nạn, cái hoạn đâu mà bắt Phật rút lại để chúng ta hết nạn, hết bệnh. Phải không? Con nói vậy chứ Thầy có đồng ý không? Cả những hoạn nạn, đau khổ, đớn đau gì đến với mình đều do chính mình đã tạo lấy, gọi là cái nhân quả của chính mình. Đạo Phật chúng ta là dạy về cái định luật nhân quả. Có nhân thì phải hưởng quả. Chứ Phật không nói là ông làm bậy quá ta phạt cho ông xuống địa ngục để ông chịu nạn cho ông biết tay. Không, không có bao giờ làm như vậy. Mà Phật nói tất cả đều do chính cái nhân của mình. Và chính vì cái định luật nhân quả này cho nên chính ban hộ niệm đến dạy cho người bệnh một cái nhân quả mới, phải mau mau làm liền đi, làm cho kịp thời trước khi buông báo thân ra đi. Nếu mà bác làm được như vậy, cụ làm được như vậy thì cụ hướng một cái đại nhân để mà lấy một cái đại quả để đi thành đạo đấy chư vị. Cái nhân quả này là gì đây? Xin báo cáo với chư vị, bây giờ đây chắc chắn là ban hộ niệm đã nghiên cứu qua thì đã biết rõ ràng rồi. Cái tâm chúng ta chính là A-di-đà Phật đó chư vị ơi. Câu A-di-đà Phật đó là cái danh từ chung cho ba đời mười phương tất cả chư Phật đấy. Thì A-di-đà Phật cũng là A-di-đà Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là A-di-đà Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Phật cũng là A-di-đà Phật. Mà chúng ta nếu trở về chân tâm tự tánh thì chúng ta cũng là A-di-đà Phật luôn. Xin thưa thực với chư vị, vì chân tâm tự tánh của chúng ta là vô lượng công đức, vô lượng pháp môn, pháp giới tạng tông nó nằm ngay trong cái chân tâm tự tánh của chúng ta. Chứ chưa sẵn cái pháp giới trong này rồi. Vì A là vô, lượng là A-di-đà là lượng, Phật là giác. Vô lượng giác là chỉ cho cái chân tâm tự tánh của chúng ta chứ không có gì cả. Thì nếu mà chúng ta trở về Tây Phương Cực Lạc rồi, chúng ta thành Phật rồi thì Phật, Phật đạo đồng, không ai cao, không ai thấp, không Phật lớn, Phật nhỏ nào cả. Nhưng mà nếu chúng ta có cái duyên cứu độ chúng sanh vô lượng vô biên chúng sanh thì cái công đức của vị Phật này lớn. Mà vì công đức lớn, vì cái duyên lớn như vậy thì tương lai vị Phật này sẽ cứu vô lượng vô biên dễ dàng hơn những vị đi làm Phật mà không có cái duyên lành với chúng sanh trước. Chú vị thấy rõ ràng không này? Đó, cái chuyện như vậy. Vì Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo đã tạo được cái duyên vô cùng rộng lớn với pháp giới chúng sanh, thành ra cái sức độ sanh của Ngài vô cùng vô tận, vô cùng vô tận, không cùng bờ mấy nữa. Rõ ràng là Ngài có cái nguyện lực là người nào nghe đến danh hiệu của Ngài thì nhất định được độ thoát, văn danh đắc độ. Bây giờ chư vị hỏi cái ngày ngày thấy đi đâu người ta cũng mớ cái đài A Di Đà Phật,
vô trong niệm Phật đường A Di Đà Phật. Ở tại cái chùa thì A Di Đà Phật có những nguồn treo cái mấy A Di Đà Phật trước ngực mình. Chư vị lên xe lửa, chư vị mở A Di Đà Phật. Những người trên xe lửa, trên xe bus mà vô tình nghe được câu A Di Đà Phật lọt vào trong tai của họ thì người này trước sau gì cũng phải được giải thoát, phải được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thành đạo đấy. Khi nào mà trên pháp giới này không còn có người nghe được câu A Di Đà Phật nữa thì ngài A Di Đà Phật mới thị tịch niết bàn. Chư vị thấy rõ ràng chưa? Chính vì cái lực độ sanh của ngài nó quá ư là vĩ đại, thành ra ngài có cái thọ mạng đến vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, có nghĩa là ngài không còn sanh, không còn tử nữa. Chư vị thấy không? Thành ra là từ đây cho đến vô lượng vô biên kiếp và sau, chư Phật nào cũng mong muốn chúng ta niệm câu A Di Đà Phật để trở về Tây Phương Thành Đạo. Như vậy thì chư vị thấm trong ban hộ niệm đang tới niệm A Di Đà Phật trước người bệnh, tức là gieo cái duyên lành vào cái tâm của người bệnh đó để cho người bệnh này trước sau gì cũng phải được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có thấy quý không? Mà cái quý báu nữa là làm sao giúp cho cái người đó một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không chấp nhận để cho đời sau hay là vạn kiếp sau người này mới có cơ duyên thành đạo. Cái quý là tại chỗ này đây, quý của pháp môn là tại chỗ này đây. Tòng thử nhất báo thân, đồng sanh Cực Lạc quốc. Cái câu phát nguyện này chứ vị thấy hay không này? Bây giờ mình đặt lại, làm sao có thể giúp cho một người phàm phu mà một đời này họ đi vãng sanh thành đạo. Nếu chúng ta sở dĩ chúng ta gieo được cái câu A Di Đà Phật trong tâm thức của chúng sanh rồi thì chắc chắn chúng sanh đó được vãng sanh, chúng ta bỏ đi mất cũng tốt đấy. Nhưng mà một đời này họ thực hiện không được thì họ phải lũi vào trong đời sau. Lũi vào trong đời sau mà họ lũi vào con người thì hy vọng gặp lại một người khác hướng dẫn cho. Lũi vào hàng súc sanh thì sao đấy? Lũi vào hàng ngạ quỷ thì sao đấy? Lũi vào hàng địa ngục thì sao đấy? Trước khi thành Phật họ phải chịu tới nhiều đời nhiều kiếp trong cảnh đau thương rợn người, phải không chư vị? Cho nên cái người hộ niệm quý ở cái chỗ này đây là tận sức của mình giúp cho người bệnh đó thực hiện được cái nhân quả tối thượng này. Đó chính là niệm câu A-di-đà Phật, tạo cái nhân chủng A-di-đà Phật trong tâm, phải không chứ vị? Hay nói rõ hơn là giúp cho niệm được câu A-di-đà Phật đấy, gọi là cái tự tánh Phật của họ, cái Phật tánh của họ ứng hiện ngay trong lúc đó, phải cấy liền cái tự tánh Di Đà của họ vào một cái chỗ nào mà không còn sanh, không còn tử nữa, để họ không còn phải lệ thuộc vào nghiệp trước nữa. Đó là cái lời nguyện vãng sanh. Chư vị thấy rõ ràng chưa? Bây giờ đây chúng ta cũng niệm câu A Di Đà Phật lòng chân thành, tức là cái tự tánh Phật của ta, cái Phật tánh của ta ứng hiện. Nhưng chúng ta chưa ra đi thì sao đây? Thọ mạng chúng ta còn sống thì sao đấy? Chúng ta đành vỡ lại đây thì vô tình sáng chúng ta niệm Phật, nhưng mà trưa chúng ta đã quên mất câu niệm Phật rồi, chúng ta đã niệm cái câu khác rồi, chư vị ơi. Thành ra cái thời gian niệm Phật có một, mà thời gian chúng ta niệm ta bà khổ nạn tới hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn mà không hay, đúng không chư vị? Chính vì hàng ngàn hàng vạn cái tạp niệm sai lầm, những cái niệm sanh tử nó mạnh quá, nó nhiều quá mà chúng ta không hay, đến khi mà thân xác này tàn tạ rồi, sức lực đã suy kiệt rồi, tâm hồn nó không còn sáng suốt nữa rồi, thì tất cả những cái hành nghiệp đó từ trong tâm thức chúng ta nó ứng hiện về một cách tự nhiên thoải mái. Chính ta không đủ khả năng ngăn chặn những cái tạp niệm sai lầm,
những cái điểm sanh tử khổ nạn, những cái điểm mà tội chướng, tội ác trùng trùng trong quá khứ chúng ta đã niệm qua. Thành ra chúng ta không cách nào có thể ứng hiện được chân tâm trong lúc đó. Và những cái niệm sanh tử nó cứ tiếp tục lôi kéo chúng ta đi về con đường đọa lạc. Chính vì thế mà Đức Thế Tôn nói trong kinh Đại Tập cái câu này, chư vị cứ nghe rõ ra mà thấm thiết: ức ức nhân tu hành hạ nhất đắc độ. Rõ ràng bây giờ chúng ta phàm phu rồi mới thấy thấm thiết lời Phật dạy, đúng không chư vị? Chư vị có thể thấm thiết chưa? Như vậy thì rõ ràng là muốn cho người này không còn tiếp tục theo con đường sanh sanh tử tử nữa, thì làm sao mà đem hết tất cả cái năng lực chúng ta, tất cả cái khôn khéo phương tiện chúng ta, giúp cho người đó niệm được câu A-di-đà Phật trong cái giây phút cuối cùng, nguyện vãng sanh trong giây phút cuối cùng, chính cái ý niệm cuối cùng của cuộc đời này, giúp cho họ thành đạt được cái cảnh giới tương lai của họ. Như vậy những người nào mà trước giờ phút xả bỏ bố thân mà niệm được câu A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhẫn đến 10 niệm mà A-di-đà Phật không đưa họ về Tây Phương để một đời này không còn sanh không còn tử, bất thối thành Phật, thì Ngài thề không thành Phật. Xin hỏi chư vị, cái lời thề của Đức A-di-đà có đúng pháp không chư vị? Lời thề của Đức A-di-đà thực sự đã kiểm chứng. Kiểm chứng từ chỗ nào? Kiểm chứng từ những cuộc hộ niệm. Như vậy rõ ràng vô tình cái người hộ niệm đem cái pháp hộ niệm giúp cho người bệnh, thay vì theo nghiệp thọ nạn, bây giờ họ theo cái nguyện vãng sanh, để họ đi vãng sanh. Vãng sanh về đâu? Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thấy không chư vị? Cho nên mình thấy có cái câu này thấy đơn giản quá, nhưng mà dạy ra hay không chứ vậy? Ban hộ niệm chỉ niệm Phật hướng dẫn và trợ duyên cho người bệnh vãng sanh tịnh độ, chứ ban hộ niệm không có tụng kinh cầu an, không có tụng kinh cầu siêu, không có cầu tiêu tai giải nạn cho người bệnh, mà cầu cho người bệnh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị thấy rõ ràng nữa, từng lời từng câu trong này chư vị giảng ra thấy phải tin đi để mà cứu nhau. Nếu chúng ta không hiểu thấu đạo, chúng ta đi hộ niệm mà lý đạo chúng ta không vững, thì có người người ta hỏi rằng tại sao tôi đang bị nạn mà không cho tôi cầu giải nạn, mình bi lôi rồi. Tại sao mẹ tôi đang đau bệnh mà không cho tôi cầu an, chư vị bi lôi rồi. Tại sao mẹ tôi đang gặp chướng nạn trùng trùng mà không cho cầu giải nạn, chẳng lẽ cầu mẹ tôi nặng nặng hơn sao? Có những người nói mẹ tôi sắp chết để cầu cho mẹ tôi chết sớm hơn, bản thân tức là chết. Người ta đưa ra những lý luận như vậy, mình bi lôi rồi phải không chư vị? Mình thì có một người tin pháp Phật, trong khi chúng sanh có hàng ngàn người không tin pháp Phật. Chư vị có thể đứng trước 1.000 người mà lý luận với họ được không? Phải không chư vị? Rõ ràng chưa? Cho nên mong chư vị phải nhớ cho kỹ điểm này, đừng nên sơ suất. Và tất cả chúng ta, những người nào mà nghe những lời này, phải định tâm lại vững vàng để cho có chủ định. Là thực ra nếu mà mình cầu giải nạn mà người đó thực sự giải nạn thì mình cũng cầu đi, phải không? Nhưng mà càng cầu thì càng nạn. Vì sao? Vì còn có mấy tiếng đồng hồ nữa, vì còn có 1 tuần nữa, vì còn có 2 tháng nữa, người này đã xả bỏ báo thân rồi, còn thời gian đâu mà giải nạn, còn thời gian đâu mà tiêu nghiệp. Không ngờ khi đạo lý nhất thiết duy tâm chúng ta đã ứng hiện sai, mà nhiều người không biết. Ví dụ như nhiều người tu học Phật, khi nghĩ đến nghiệp chướng của mình nặng quá, cho nên phát tâm dũng mãnh, tôi quyết một đời này tiêu trừ nghiệp chướng để được vãng sanh. Lời nguyện này hay không chứ vậy? Hay thì hay đó, nhưng mà thất
bại thì ê chề, thất bại thì đảo nề. Vì nghiệp chướng của chúng ta lớn quá mà chúng ta không hay. Chúng ta chỉ đánh giá cái nghiệp chúng ta bằng một cái bệnh ung thư, một cái bệnh tiểu đường, mà chúng ta không ngờ rằng là chúng ta còn có những cái nghiệp mà nó ghê hồn, nó kinh khủng, mà nó lớn hơn những cái bệnh này hàng vạn, hàng triệu lần mà chúng ta không hay. Với một sức người yếu đuối, mê mờ như chúng ta làm sao có thể trả nghiệp cho được. Vì trả nghiệp không được, vì tiêu nghiệp không được, cho nên mà chúng ta cứ bám theo nghiệp. Thành ra đời đời kiếp kiếp về trước, chúng ta làm cái nô lệ cho nghiệp chứ một cách trung thành mà chúng ta không hay, chư vị ơi. Không biết chư vị có thấy rõ ràng chưa? Bây giờ cái pháp niệm Phật này dạy cho chúng ta lại là chúng ta phải làm chú lấy cái huệ mệnh của mình, không được giao cái huệ mệnh của mình cho nghiệp chướng nữa. Mà chúng ta đem cái đạo lý của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta, chư Phật mười phương dạy chúng ta là tất cả đều do tâm tạo, chứ không phải tất cả đều do nghiệp tạo. Đúng không chư vị? Ta có thể nói là ta tạo nghiệp, chứ không phải là nghiệp tạo ta. Ta tạo nghiệp thì cái nhân này của ta, ta phải trả quả. Ta ở đây trả quả thì trả hết từng quả này đến quả khác. Đau khổ lắm chư vị ơi, không đơn giản đâu. Ức ức triệu người tu hành khó khăn, sâu cùng phải đành theo nghiệp, là tại vì chúng ta đành đoạn theo nghiệp để nghiệp nó định hình tương lai cho huệ mệnh của mình. Xin hỏi chư vị, cái nghiệp xấu nghiệp ác chúng ta định hình chúng ta ở cảnh giới nào đấy? Toàn là cảnh giới xấu ác. Thành ra Đức Thế Tôn mới nói là nhân thân nan đắc là như vậy đấy. Bây giờ chúng ta đắc được thân người rồi, quý lắm chư vị ơi. Đừng để sau khi mất thân người này, chúng ta không cách nào lấy lại cảnh giới người được, mà đi vào cảnh giới khổ. Thì thôi, hãy mạnh dạn khi mất thân người này, chúng ta không thèm làm người nữa, mà chúng ta đi làm Bồ Tát đi chứ về chịu không? Bằng cách là chúng ta niệm A-di-đà Phật để động tới cái chân tâm tự tánh chúng ta, nó ứng dậy, sống dậy, là một Đức Như Lai đó chứ không có gì khác. Chúng ta phải quyết làm đem cái chân tâm tự tánh chúng ta về Tây Phương Cực Lạc để thành đạo. Nhân gặp cái duyên, nhất định chúng ta hưởng quả báo tương hợp với cái nhân duyên này. Nhưng mà cái nhân chúng ta là nhân niệm Phật, tức là niệm ngay cái chân tâm tự tánh chúng ta sống dậy. Cái duyên chúng ta là không ở tại đây nữa, mà chúng ta nhất định đi về Tây Phương. Chư vị sẽ là những vị Đại Bồ Tát, bất thôi một đời thành Phật trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Chư vị thấy rõ ràng, hoàn toàn chúng ta thực hiện đúng giáo pháp của Đức Thế Tôn trao truyền cho chúng ta. Vậy thì mong chư vị quyết chí không? Đời này chúng ta đi làm Phật nhé. Nhất định không chư vị? Rồi xin nói tiếp nữa. Gia đình không được xen tạp những hình thức gì khác kể từ lúc hộ niệm. Xin hỏi chư vị, kể từ lúc hộ niệm là từ lúc nào đấy? Ngay từ bây giờ chư vị ơi. Khuyên gia đình chúng ta đi thẳng một đường, đúng không? Thiện pháp chúng ta làm để hỗ trợ cho con đường vãng sanh thành đạo, chịu không chứ vậy? Việc thiện chúng ta làm để hỗ trợ cho con đường vãng sanh chúng ta êm xuôi vãng lặng, đúng không chứ vậy? Việc ác chúng ta không làm, tuyệt đối không làm, tại vì việc ác có thể cản ngăn con đường vãng sanh, đúng không chư vị? Rõ ràng, mình thấy rõ ràng, đâu có gì sai đâu. Nhưng mà có nhiều người nói rằng là tôi làm thiện như vậy thì tôi có phước báo lớn nhất định, không được người này hộ niệm thì cũng được người khác hộ niệm. Nghĩa là như vậy cũng tốt chứ. Không nên chủ quan như vậy. Có nhiều người chủ quan như vậy. Thì bây giờ đi, người hộ niệm chúng ta phải còn cảnh cáo những người đang tu hành này.
Đừng bao giờ nghĩ rằng là anh tới chùa tu 30-40 năm rồi là anh chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cảnh cáo liền, đúng không? Tại vì sao? Tại vì anh chót rằng là làm thiện làm lành như vậy là đủ. Xin thưa thật với chư vị, nghiệp chướng của chúng ta nặng như núi Tu Di. Tu hành làm phước trong một đời này, cái công đức chúng ta chưa chắc gì bằng cái đầu bút bi này. Mà chúng ta dám dùng cái đầu bút bi này mà bắn phá tan được cái núi Tu Di nghiệp chướng chúng ta sao mà nói là đủ. Hiểu không chư vị? Trong khi mình, trước khi mình biết tu, mình sát hại bao nhiêu sanh linh mình không để ý tới. Mình chỉ để ý tao tao cúng dường cho thầy mấy triệu đó là mình tưởng là đầy đủ lắm rồi. Oan uổng thầy, chúng ta thấy cái tiền cúng ra nhiều quá mà chúng ta không thấy là lượm cái sinh mệnh của người ta, cái sinh mệnh vô giá mà chúng ta lượm rất nhiều, chúng ta hại rất nhiều mà chúng ta không để ý tới. Cái tệ hại chúng ta như vậy. Cho nên cảnh cáo với gia đình rằng là bắt đầu từ đây, gia đình không được, không được cái gì này, tự ý xen tạp những hình thức khác. Rõ ràng chúng ta nói với gia đình, muốn tôi cứu người cha của chư vị, muốn tôi cứu người mẹ của chư vị, chư vị phải thành tâm niệm Phật, thành tâm làm lành, mà quyết chí hỗ trợ tinh thần của cha, của mẹ, của ông bà mình, để cho ông bà mình quyết lòng niệm Phật thì mới có thể cứu được. Chứ nếu mà chúng tôi nói khang hầu bế cộng mà chư vị, khi tôi đi rồi thì chư vị tới nói mẹ, mẹ ơi mẹ nỡ nào mẹ bỏ con mẹ ra đi, mẹ bỏ về cái gia tài của mẹ đang ở đây mấy chục cái nhà lầu đây, mẹ làm sao con làm cho được. Tôi bỏ như vậy tiền bạc hồi giờ mẹ bỏ bao nhiêu công sức ra, bây giờ bỏ đi thì tiếc, làm sao mà chịu nổi. Cứ đem tất cả những cái đó mà kéo cái tâm của người mẹ lại quyện vào cái những cái khối đất đa này, xi băng cốt sắt này, hỏi làm sao người mẹ mình thoát nạn, phải không chư vị? Cho nên không được nói rõ ràng. Đi hồ niệm là nói rõ ràng với gia đình. Nếu mà chư vị cứ đem những cái tiền bạc gia tài điền sản nhà lầu xe hơi này mà trói mẹ mình ở lại, mà kéo cái tâm của mẹ của chư vị ở lại, chúng tôi không cách nào có thể giúp đỡ được. Một lần, hai lần, ba lần mà nó không nghe thì mình đành phải chấp nhận, áp dụng quy luật. Nếu mà gia đình làm như vậy, tôi quyết định rút lui. Thương bà cụ, tôi chỉ để cái tên của bà cụ, pháp danh của bà cụ trong cái niệm Phật đường của tôi, để tôi hồi hướng công đức cho bà cụ. Được cái nào hay cái đó, chứ không cách nào có thể hộ niệm được. Chứ vì có thấy đúng không? Có thấy rõ ràng không? Cho nên thà rằng là quy luật vững vàng trước, thì ít ra mình có nhân duyên, cơ duyên để cứu người vãng sanh. Vì chúng sanh mê mờ, can cường, năng điều, năng phục. Chúng ta nói mãi mà người ta làm không được, chúng ta lại nghĩ rằng là mình bỏ người ta thì mất từ bi. Sao chúng ta cứ cố gắng tới niệm Phật, niệm lấy lệ, trong khi đó gia đình của họ kết quả không có viên mãn. Chính gia đình này đã tạo không biết bao nhiêu lời nói dị nghị, phê phán, sai lầm đến pháp hộ niệm, làm cho chính mình cũng buồn, phải không chư vị? Làm cho đại chúng cũng mất cả niềm tin, phải không chư vị? Rồi sau cùng rồi chính mình đi ra, đi tìm người hộ niệm không ra là như vậy đấy. Còn những ban hộ niệm người ta vững vàng về quy luật, đến nỗi họ nhận không kịp chư vị ơi. Họ nhận ca không kịp. Thực sự. Cho nên mong chư vị phải thấy rõ rệt, đừng nên lấy ý niệm của mình ra mà bỏ mất cái quy luật, bỏ mất cái nguyên tắc đi, thì sau cùng chính pháp hộ niệm bị mai một, và chính cái ban hộ niệm của mình cũng dễ tan rã lắm đấy nha chư vị. Chư vị có đồng ý với tình ái này không? Mong chư vị phải thương lấy cái pháp đại cứu tinh này mà giúp cho chúng sanh, đừng vì quá căm tình mà oan uổng lắm. Thực sự uổng lắm. Hộ niệm là giúp cho người bệnh niệm Phật với đầy đủ tín
nguyện hạnh để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ phải cầu hết bệnh là được hết bệnh. Nếu thọ mạng chưa hết thì nhờ lòng thành kính mà được Phật lực gia trì, tự nhiên người bệnh hết bệnh. Nhờ cái tâm trí thành trí kính của gia đình, nhờ cái tâm trí thành trí kính tha thiết muốn vãng sanh của người bệnh, mà người bệnh đã cảm ứng đạo giao với đại nguyện cứu độ vãng sanh của Đức A Di Đà Phật rồi. Xin thưa thực chư vị, một cái đấng gọi là tối tôn trong vũ trụ đang hộ trì cho người cha người mẹ của mình, các ngài không nỡ nào để người cha người mẹ của mình tiếp tục đau thương rụng rời cho đến lúc mà rã xá bỏ báo thân đâu chư vị. Mà chỉ vì người bệnh của mình yếu lòng, chỉ vì gia đình của mình yếu lòng mà không thể hiện được cái tâm thành tâm kính một cách tuyệt vời, thành ra tất cả đều do tại cái nhân quả của chính mình mà mình phải chịu đạt. Cho nên mong chư vị cố gắng là củng cố cái niềm tin này, và tình nãy luôn luôn là củng cố cái niềm tin của chư vị. Chư vị sẽ đi hộ niệm sẽ thấy có những người ung thư, có những người ung thư mà đến lúc chết rồi mình không biết là họ ung thư, là tại vì họ không đau không đớn mà họ cứ mỉm cười niệm Phật mãi cho đến giây phút cuối cùng rồi họ ra đi. Khi ra đi, sắp ra đi rồi mới phát hiện đây là một người ung thư, mà tại sao họ không đau không bệnh, không có cảm giác gì là họ đang bị nặng cả. Nhưng mà thực sự đối với y học bây giờ, người ta phát hiện ra rõ ràng đây là ông cụ ung thư, đây là bà cụ ung thư. Ung thư mà tại sao không than không thở không đau không đớn gì cả? Chỉ vì ban hộ niệm đã thực hiện đúng pháp, đã nâng đỡ tinh thần ông cụ, đã giúp cho ông cụ tin đúng vững vàng, niềm tin vững vàng, Phật lực gia trì, không còn đau nữa, rõ ràng trước mắt họ mỉm cười ra đi. Chư vị ban hộ niệm có từng thấy chuyện này chưa? Nhiều lắm chư vị ơi, thực sự bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Cho nên mong các ban hộ niệm phải đem tất cả những cái gì mà hiểu biết của mình động viên khéo léo, dùng phương tiện mà nhắc nhở gia đình, nhắc nhở người bệnh làm sao tin đi để họ hướng cái đại phước này. Còn nếu chúng ta nghe những lời người thế gian nói bệnh ung thư này mà không chữa không đồ gì đó thì đau đớn chết đi, không bao giờ có chuyện này đâu. Người thế gian nói sao nói, ta phải dùng pháp Phật ra mà chứng minh cho những người chưa có duyên niệm Phật vẫn đang tới rằng là ông cụ này thực sự đã bị ung thư, nhưng mà cái niềm tin vững vàng ông cụ này đã niệm Phật đến giây phút cuối cùng, vui vẻ mỉm cười ra đi, chào mọi người rồi hạ tay xuống ra đi, phải không chư vị? Nhớ cho kỹ, Phật pháp vi diệu bất khả tư nghị. Và sẵn đây cũng xin đính cho một chút để chư vị cần phải cẩn thận. Nói như vậy không có nghĩa là khi một người bệnh rồi cấm người ta, không cho người ta đi bệnh viện, không phải như vậy đâu nha, không phải như vậy đâu nha. Mà bệnh còn phải đi bệnh viện, ung thư còn phải đi, cứ để cho người ta đi, cho người ta thoải mái, vì là phàm phu mà. Nhưng đến cái giây phút mà bác sĩ nói rằng là không cách nào có thể cứu chữa được, thì đây là cái giây phút mà người hiểu đạo phải quyết định một cách vững vàng là mau mau xuất viện về nhà để lo bề hộ niệm, mới là thật sự con người có chút niềm tin vững vững. Còn nếu mà cứ nằm trong bệnh viện cầu bác sĩ giúp cho tới cùng là niềm tin cũng có một chí tẹo thôi, mà niềm bất tín nghi ngờ thì cao lắm đấy. Cảm ơn đạo giáo thực ra khó có thể đến với người này lắm, phải không chư vị? Rõ ràng chưa? Cho nên chúng ta nói ở đây là luôn luôn nói với những người còn trong tình trạng sáng suốt tỉnh táo với nhau, để tự chúng ta hung đúc cái tinh thần của chúng ta vững vàng, niềm tin của chúng ta vững vàng để chúng ta đi làm đạo. Chư vị chưa này
Chứ mà mang cái thân đi hộ niệm cho người ta mà tinh thần chúng ta yếu quá, chư vị ơi, chúng ta gặp một trở ngại nào là chúng ta nghi ngờ luôn pháp Phật nữa, thì gặp một vài chướng nạn là tinh thần của chúng ta tiêu luôn. Nhiều ban hộ niệm vì sơ ý chỗ này mà đưa đến chỗ thất bại rồi tan rã, nhiều lắm. Tịnh hải này nghe một cái ban hộ niệm mà thất bại, tịnh hải này buồn lắm. Chư vị đừng để tịnh hải này buồn nữa, chịu chưa? Nhớ nhé chư vị, làm đạo là phải như vậy. Mà thực sự đạo Phật chúng ta vi diệu bất khả tư nghị, mà chỉ vì có người tu học không tới, niềm tin chưa vững, hoang mang đủ điều, để sau cùng gì, chỉ cần một niềm hoang mang, âm cảnh hiện tiền, theo đó mà đi sanh tử luân hồi khổ nạn, uổng lắm. Chứ còn nếu mà chư vị tin tưởng thì tịnh hải này có thể nhắc lại lời của chư tổ nói, niệm Phật là pháp môn giúp cho muôn người niệm Phật, muôn người vãng sanh. Vãng người niệm Phật, vãng người vãng sanh. Mấy trăm người trong cái đạo tràng Tịnh Quang này niệm Phật là mấy trăm người này vãng sanh hết, tức là chư vị đều vãng sanh hết không? Nếu 300-400 người này mà có 1-2 người nghi ngờ thì 300 mấy chục người kia vãng sanh kệ họ, còn mình ở lại đây chịu sanh tử luân hồi thì cũng kệ mình, chứ ai biết làm sao hơn, đúng không chư vị? Dạy gì chúng ta đi con đường dạy gì chúng ta đi con đường sanh sanh tử tử đây. Mong chư vị tất cả đều cho tâm tạo là như vậy. Cho nên mong chư vị hiểu cho là nếu thọ mạng đã hết thì tự nhiên được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là ngày ngày chúng ta cầu nguyện vãng sanh mà sao cầu mãi không được vãng sanh, chúng ta đâm ra hoang mang, lại là một điều sai lầm nữa, chư vị thấy không? Cho nên nếu mà giảng thẳng ra những điểm này, làm sao giảng hết đi chư vị? Tình hải này thường thường chỉ có một câu một lời thôi, mà nhiều khi giảng cả năm trường giảng không hết, chứ đừng nói giảng chi 15 điều này. Có nhiều người nói là tôi ngày ngày đều niệm Phật, tôi ngày ngày đều cầu vãng sanh. Phật nói là 10 niệm tất sanh, mà tôi cứ nguyện vãng sanh mãi thôi. Tôi ngày tôi niệm cả hàng mấy chục ngàn câu A Di Đà Phật mà tôi chưa vãng sanh. Như vậy thì pháp Phật hay ở đâu? Làm cái gì chứng minh đi? Có phải là vọng tưởng không? Có phải là sai lầm không? Nghĩ không thấu, nghĩ không tới. Không tới cái chỗ nào đây? Ta là phàm phu tội chướng sâu nặng, thân này vì nghiệp mà sanh ra để thọ nghiệp. Thọ nghiệp cái thời gian bao lâu chúng ta đâu có biết, mà bây giờ chúng ta muốn vãng sanh là không vãng sanh được, tại vì thọ mạng của chúng ta gọi là cái thời gian thọ nghiệp chúng ta phải còn, thì chúng ta phải ở đây chịu thôi, chứ biết làm sao hơn. Chứ nếu mà chúng ta hiểu đạo là chúng ta chuẩn bị cái ngày mà chúng ta mãn báo thân này, chúng ta đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì tự nhiên chúng ta giải tỏa hết tất cả mọi sự này rồi, đúng không chư vị? Có nhiều người hôm nay thì còn sáng sủa, vui vẻ vô cùng, ngày mai thì bao tình đã chết rồi, tưởng rằng ta sống được 50 năm nữa để làm cái này làm cái nọ, ngày mai chết rồi thì những ý niệm đó đi đâu đây, ở đâu đây? Thôi đành ở đây chịu nạn để mà làm sao được, đúng không? Có những người nằm trên giường bệnh từ năm này đến năm nọ, khổ đau vô cùng, cầu chết cho rồi, cầu mãi mà cầu không chết, tại vì thọ mạng họ còn mà. Hiểu được như vậy thì chư vị có thấy thoải mái chưa? Phải nói cho rõ để chúng ta hiểu, cho nhiều khi chúng ta không hiểu đâu. Mong chư vị cố gắng phát tâm lên, gặp người nào nói người đó, nói 2-3 câu thì biết được cái ý nguyện của người này như thế nào, có duyên hay không. Có duyên chúng ta nối tiếp, không duyên chúng ta làm thinh cho biết làm sao hơn, đúng không chư vị? Nhớ nhé. Rồi xin giảng một câu nữa là chúng ta đi tới cái chuyện trả lời câu hỏi, phải không? Rồi. Gia đình phải trí tâm niệm Phật, trợ niệm là chính, chỉ được coi ngày giờ tấn niệm,
hay lo hậu sự sau khi xong thời gian hộ niệm. Chuyện này đơn giản chứ đâu có gì đâu mà khó, phải không chư vị? Mà tại vì gia đình không tin, chúng sanh không tin, cho nên tự chúng sanh làm khó chúng sanh, chứ phải là ban hộ niệm làm khó cho chúng sanh đâu, đúng không? Lo niệm Phật, cầu Phật gia trì là chính. Có nhiều người không tin vào pháp Phật mà tin vào pháp của thế gian. Pháp thế gian chư vị đếm bao nhiêu pháp đây? Vô lượng vô biên pháp của thế gian đấy, chứ không phải một đâu nghe chư vị. Trong cái đạo tràng này có 300-400 người, có tới nhiều người, một người có một pháp trong đó đây, đúng không? Một người có một đường đi trong đó, một người có một ý nghĩ trong đó, đúng không chư vị? Trong cái làng của mình làm sao mà biết một cái ông A mà hợp với ông B đây? Tức là ông A có một cái đường pháp riêng, ông B có một đường pháp riêng. Tất cả những cái gì mà ngoài Phật pháp ra, chúng ta thấy rằng đây là pháp của thế gian. Nhưng mà chúng sanh đã tiêm nhiễm kết tập cái pháp thế gian lâu quá rồi thì làm sao mà có thể gỡ nạn đây chư vị? Ví dụ như coi ngày giờ, coi ngày tốt ngày xấu. Bây giờ có nhiều cái là ngày đây là ngày trùng, ngày kia là ngày gì đó, ngày đại hỷ, đại tang, đại đồ đó. Người ta cứ kê ra đủ thứ những cái chướng nạn đó, trong cái lịch người ta nói đàng hoàng đó. Mà chư vị cứ suy nghĩ cho kỹ đi, một cái ngày đại kiết, đại hỷ, đại tường, mình ra ngoài đường, mình đi, mình nhắm mắt, mình lái xe, mình không theo lệnh đèn đỏ đèn xanh, thứ đi chư vị có thấy cái đại tường hay là cái đại họa đấy, phải không chư vị? Thực tế mà một cái cuộc chiến tranh nó xảy ra, có bao giờ mà một cái hỏa tiễn mới đợi một cái ngày mà đại họa mới bắn đâu? Mà người ta bắn ngày nào cũng bắn như vậy, ngày nào là ngày đại họa, ngày nào là ngày cái kiết tường đấy. Một quả bom nó nổ xuống là bao nhiêu người thiệt mạng, phải không chư vị? Rõ ràng chúng sanh cứ theo những cái gì của chúng sanh mà không có một cái căn bản để mà tìm ra cái chân lý trong đó. Thế mà người chúng người thế gian cứ nhiễm mãi trong cái đó, thành ra mình nói cũng khó lắm đấy. Cho nên khi mà khuyên căn gia đình, chư vị ơi, đạo Phật chúng ta là đạo cứu người thoát nạn đấy, sanh tử luân hồi thoát đấy, cánh địa ngục ngạ quỷ súc sanh thoát luôn đấy, mà trở về Tây Phương thành đại thượng thiện nhân, một đời thành đạo luôn đấy. Cái là đại hỷ, đại kiết tường, đại lành rồi chứ còn gì nữa, phải không chư vị? Phải đối cho người ta biết. Mà muốn làm như vậy thì cái tinh thần của mình, cái tâm lực của mình phải vững mạnh. Tất cả đều ở cái tâm này mà thôi. Cho nên Ngài Ấn Quang mới đưa ra một cái công thức, một cái lời khai thị mà chư vị hãy đọc lại rõ ràng, nghe từng lời đi. Ngài nói thâm vô cùng, hay vô cùng. Chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu giúp cho chúng ta thoát vòng sanh tử khổ nạn, chư vị ơi, giúp cho chúng ta thành đạo đấy. Ngài là một vị đại tôn sư, đại tổ sư, mà Ngài không nói là đắc đạo là vậy đó, là cái đạo nhiệm màu giúp cho chúng ta thoát vòng sanh tử luân hồi, giúp cho chúng ta thành đạo. Ngài không là chứng đắc là cái đạo nhiệm màu, mà Ngài nói là chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu. Hiểu cái câu nói này không chứ vị? Thấm lắm đấy chứ không phải là không thấm đâu. Ngài biết là hàng triệu chúng sanh không tìm ra một người là căn cơ cao thượng, mà chúng ta đòi hỏi những người này phải chứng đắc để mà thành đạo, thì ai là người chứng đắc đấy? Và ai là những người rớt đài đấy? Phải nói tất cả đều rớt đài rồi, phải không chư vị? Tại vì làm sao mà một người phàm phu mà bắt họ chứng đắc được, đúng không chư vị? Nhưng mà chí thành chí kính thì 1 triệu người đó mà nếu nghe này có thể tới 900 ngàn, có thể làm được đấy, phải không chư vị? Rõ ràng không? Chư vị nghĩ thử coi, những người mà chúng ta đi hồ niệm mà người ta vãng sanh, có phải là những người chứng đắc để vãng sanh không? Hoàn toàn không. Đau bệnh mà, mê mờ mà, mà chúng ta khuyên răng, dùng lời khuyên răng làm cho người ta thành tâm chí thành chí kính, ta niệm Phật mà người ta an nhiên ra đi.
Người ta niệm Phật đến giây phút cuối cùng, rồi trước khi đi người ta còn chào 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 tất cả mọi người đấy. Tôi đi theo A Di Đà Phật đã đến rồi đây. Thôi tôi đi về Tây Phương đây chứ vậy. Người ta buông thân xuống, người ta đi bản thân, đúng không? Cô Kim Ngọc. Rõ ràng lời của chư tổ tuyệt vời mà tại sao chúng ta không chịu ứng dụng? Tại sao chúng ta cho những lời này là lời đơn giản? Tại sao của chúng ta cứ nghĩ rằng đây là một cái lời khô khan cằn cỗi, mà chúng ta cứ tìm những cái đạo lý cao siêu, trong khi đạo lý cao siêu chúng ta thực hiện không được, những lý đạo cao siêu chúng ta với không tới, trong khi trước mũi bàn chân của những người phàm phu này toàn là cạm bẫy, chúng ta không sửa soạn cho người ta, chúng ta không dẫn dắt cho người ta tránh những cái cạm bẫy đó mà để đi tới con đường giải thoát đây, phải không chư vị? Nhớ cho kỹ, pháp hộ niệm tuyệt vời lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Chư vị có thấy đồng ý không? Cho nên trợ niệm là chính. Cấm người ta không coi ngày coi giờ thì người ta không có đành lòng. Thì khuyên những người đó đi, coi ngày coi giờ gì đó, cứ để cho ban hộ niệm làm việc xong rồi muốn coi thì coi, không sao cả. Mà lúc đó ban hộ niệm mà cũng khéo nữa, ngày nào mà chư vị niệm Phật là ngày đó tốt. Phải không chư vị? Cái giờ đó, cái giờ nào mà ông cụ ra đi thông túng viên mãn, bất khả tư nghị, ông ra đi không đau không bệnh, là cái giờ đó là giờ đại kiết đại tường cho ông cụ, phải không chư vị? Đúng, đúng rõ ràng chưa? Cái lúc nào mà ông cụ liền cái bao thân xuống, không còn dùng cái bao thân phàm phu nữa mà về trên Tây Phương thành Bồ Tát, đúng là ông cụ này là ông cụ đại viên mãn rồi, có cái thiện lành nào cao hơn? Như vậy thì rõ ràng bây giờ mình coi cái ngày giờ nào là ngày giờ tốt đây chư vị? Ngày nào niệm Phật là ngày đó tốt. Khi ra đi mà niệm Phật là đại thiện đại lành, không có cái đại thiện đại lành nào qua được cái một người phàm phu mà thoát vòng khổ nạn đi về Tây Phương thành Phật. Chư vị có đồng ý với tình ái này không? Hay không chư vị? Pháp hộ niệm quá hay, pháp hộ niệm quá tuyệt vời, pháp hộ niệm quá ư là hợp căn cơ của từng người như chúng ta. Tình ái này còn nói là từng người, tại vì mình đi hợp căn cơ tức là hợp với hàng trăm người, không, hợp với từng người một. Ở đây những người nào đi hộ niệm xác minh cho tình ái chỗ này, có phải là chư vị hộ niệm cho cái bà A này, chư vị nói khác, nói những lời hợp với bà A này để cho bà A này vãng sanh, đúng không? Rồi đi hộ niệm với ông B cũng ở bên cạnh đó, nhưng mà chư vị nói những lời khác với bà A này, hợp với ông B này, thích với ông B này, mà sát với ông B này, để ông B này làm được đi vãng sanh. Cho nên thực sự cái pháp hộ niệm vãng sanh này nó hợp với từng người, làm cho từng người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phải không chư vị? Đây là một đại pháp chư vị ơi. Ấn Tổ dạy thuyết kinh giảng đạo mà không hợp với căn cơ thì không giúp ích gì cho chúng sanh, mà làm cho chúng sanh vọng tưởng, trồng thêm cho chúng sanh một cái nặng mới. Ứng hợp với căn cơ mới sanh diệu dụng. Đây là lời của Tổ sư Ấn Quang Vô Tình Thị Diệu Âm ngồi nói tại đây, nhưng mà không thực hiện con đường là hợp với căn cơ, mà chính ban hộ niệm, những người hộ niệm đã thực hiện pháp này, đã ứng hợp với từng căn cơ một, và chính họ đã đưa từng người vãng sanh, phải không chư vị? Cho nên cuối cùng là mong chư vị hiểu được cái này, mình quyết chí quyết tâm thực hiện con đường đại hợp căn cơ này, để cho các đại chúng được phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin chắp tay thành khẩn tri ân những người hộ niệm, tán thán các bạn hộ niệm. Nhất định chúng ta bắt đầu từ đây,
kết đoàn chặt chẽ với nhau để giúp nhau thành tựu đạo quả, và mình cũng thành tựu luôn, đúng không chư vị? Mong cho tất cả chư vị, người người đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hết. A Di Đà Phật. Giờ xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của thầy Thích Tịnh Hải. Con xin hỏi chư vị có hoan hỉ không ạ? Vô cùng hoan hỉ. Thực sự là nghe được thầy hướng dẫn mà tâm chúng con vững vàng lên nhiều, niềm tin của chúng con cũng vững vàng hơn rất nhiều. Qua lời hướng dẫn của thầy mà chúng con cũng thấy chúng con rất nhiều sơ suất. May mà hôm nay được thầy hướng dẫn nên những cái sơ suất này chúng con có thể tránh được. Thực sự pháp bổ niệm vô cùng là tuyệt vời. Với những lời tha thiết của thầy Thích Tịnh Hải động viên tinh thần chúng ta, làm cho chúng ta hứng khởi, quyết lòng một đời này y giáo phụng hành để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không chư vị? Giờ một lần nữa xin chư vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của thầy Thích Tịnh Hải. Chúng con cũng xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của chư tôn đức tăng ni đã tham gia chứng minh để làm cho niềm tin của chúng con tăng trưởng hơn nhiều. Xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của quý ngài. Nam mô A Di Đà Phật.